Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là lộ ra rồi nha cô chú anh chị. Thì cô này là bún bò. Đó có cô đây cũng đối chắc nè cô chú. Ủa sao bà không trả lời câu nói của người ta mà bà đi kiếm ai vậy? Ủa cháu trả lời thì là cháu phải ủng hộ cô Hồng Loan chứ cháu có gì đâu. Ủng hộ cô Hồng Loan vậy mà sao giờ bà ta té mà đi, bà đi thì là xong việc rồi. Cháu quay phim phải không? Cháu gửi vào nhà cô Hồng Loan xong. Rồi. Mà cứ quay phim làm gì? Cô đi vào đi với cháu đi. Đi. Cô không có giờ cô đi. Đúng rồi, làm vậy là chị Hồng Loan khó xử. Tại vì cô đã giàu rồi, nhưng mà hả, cô ấp úng ấp mở đó. Chị Hồng Loan cũng cho cổ ra. Đây bây giờ nè, tại sao quay phim nhà của chị Loan? Chị, người ta hỏi chị quay phim làm gì? Tại sao cô quay nhà chị Loan chi? Cô quay phim này đem qua bển đưa qua uống bò hả? Bây giờ là hả, ngang nhiên lắm rồi cô. Cứ vô lộng hành ở trong đó đó. Mà lau hết cái mặt luôn, đây nữa nè, nguyên cái má bên đây luôn. Bây giờ theo cô là không cho vô nhà nữa cô. Đừng cho nữa, chụp đâu có đem bùa đem ngải vô. Đúng rồi. Bà lấy cái cờ bà quơ sao? Không, mình không được phép. Đúng rồi, đúng rồi. Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là cũng có một cô căn giá cũng gần nhà chị Loan á cô chú anh chị, thì rất là yêu thương chị Loan cho nên là rất là bức xúc về cái cô vừa rồi cô chú. Thì mấy ngày hôm nay á là cô cũng đến rình rạch trước nhà chị Loan và quay phim chụp hình á cô chú anh chị. Đó thì vừa rồi là cô cũng vào để gặp cho chị Loan, nhưng mà chị Loan nói chuyện với cô đó thì cô đó nói chuyện rất là ấp úng luôn. Đó thì lúc thì là con gái nhưng mà trên kênh là tiếng của con trai, lúc đó là mẹ, nhưng mà trên kênh thì đính chính nó không phải là mẹ, chỉ là người đồng hành hợp tác quay phim rồi thôi. Nói chung là mấy câu đơn giản cơ bản mà không trả lời được thì nói chung là những câu về sau ai tin nổi bà, đúng không mẹ nha? Bà này là coi như là làm những cái việc không tốt rồi, không đàng hoàng rồi. Những cái người đàng hoàng là hỏi ngay từ lúc đầu là người ta nói rồi, nói câu trước thì đá câu sau là hiểu rồi nha mọi người. Đó, thì sau khi mà cái cô đã đến để mà vạch trần sự thật, cũng như là cái chú đó thì đã thấy được bà này là bún bò, cho nên là quyết định là đến đây để mà vạch bà này ra. Thì thôi, có gì đó thì mình sẽ quan sát cùng với các anh em ở đây để coi coi bà có lãng nhãn ở đây không nha mọi người. Thì mình cũng xin tạm khép lại video ở đây. Cảm ơn chị đã quan tâm. Đó cô chú thì nói chung là vừa rồi cũng có một cô khán giả gần nhà chị Loan này cô chú chị, thì rất là bức xúc về cái chị đó cô chú. Thì hai ngày nay chị cũng đến nhà chị Loan rất là nhiều. Chị ngồi ở trước nhà này cô chú, chị quay phim rồi ngồi qua cái bên hông nhà của chị Loan rồi chụp hình đó, chụp hình rồi gửi qua Zalo, gửi gọi điện thoại đồ này kia hết cô chú anh chị. Đó thì buổi sáng ngày hôm nay mấy anh em của tụi em cũng là tiếp cận cô đó hỏi, nhưng mà cô đó có cái biểu hiện là nói ấp a ấp úng nha cô chú. Thì vừa rồi là cô đó cũng nói là chị Loan cho cô đó quay, nhưng mà tụi em á là cũng nói cô đó vào gặp chị Loan luôn. Đó thì chị Loan nói không có nha cô chú. Đó thì cô đó là bắt đầu nói cái này nói cái kia để lẩn tránh rồi bỏ đi cô chú. Đó thì một cô khán giả cũng ở gần nhà cũng rất là bức xúc luôn, lên tiếng nói thẳng mặt cô đó luôn. Đó nói bên đó là, thì nói chung anh là cái cô này á là mấy ngày hôm trước á là cũng có là đến
quán bún bò đó ăn bún rồi cô chú anh chị, cho nên là cô này á là mới phát hiện được đó, xong rồi đến nói thẳng cô đó luôn cô chú anh chị đó. Phải nói rằng á là tụi em cũng luôn luôn có mặt trước nha chị Loan, đỡ quay chia sẻ đến cô chú anh chị được xem. Dạ thì nói chung á cô chú mấy anh em của tụi em thì luôn luôn thấy những cái chuyện gì mà trước nhà chị Loan nó có cái vấn đề khả nghi á, thì anh em của tụi em cũng sẽ là tiếp cận lại để hỏi ranh mạch nha cô chú. Đó thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị yêu thương chị Loan thì cũng cho mấy anh em của tụi em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú. Dạ đó cô chú, thì nói chung á trước nhà chị Loan này cô chú thì các anh chị làng xóm gần nhà chị Loan á đều rất là yêu thương chị Loan và gia đình của chị Loan nha cô chú. Đó thì thấy những cái chuyện mà bất bình á thì sẽ là đến nói thẳng mặt luôn cô chú anh chị, chứ mà không có mà đỡ những cái trường hợp xấu xảy ra đối với nhà chị Loan nha cô chú. Thì cô đó cũng sợ rằng là đến rồi bỏ bùa rồi này kia cô chú anh chị đó. Thì nói chung là buổi sáng mấy anh em của tụi em cũng có mặt tại nhà chị Loan rất là sớm nha cô chú, để quay chia sẻ về cái công việc của chị Loan buôn bán hàng ngày để gửi đến cho các cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Dạ đó như tình trạng của buổi sáng ngày hôm nay cô chú, phải nói rằng là mấy anh em của tụi em á, thì cũng quan sát cái cô này á, là 2-3 ngày hôm nay rồi. Thì tụi em cũng rất là bức xúc cho nên là sáng hôm nay mới quyết định là hỏi cho ra chuyện nha cô chú. Đó thì sau khi là hỏi ra chuyện rồi á thì cô đó mới ba uống và hiện tại bây giờ thì cũng là bỏ rời đi rồi cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.